Quý thầy, quý sư không những giỏi đọc kinh cầu nguyện vừa hát hay mà còn rất là giỏi khi lấy lòng, lấy nước mắt của quý vị, đúng không? Quý vị thấy sư và thầy lên sân khấu chia sẻ những tâm tình, những tâm tư đụng chạm đến những cảm xúc của quý vị. Và con nghĩ đó là những cái trải nghiệm, những cái chia sẻ rất là chân thật từ tấm lòng của quý thầy và quý sư. Nhưng mà con thấy rằng sau khi nghe thầy Cường và sư Dung chia sẻ, không biết là quý vị có dám dâng con mình cho Chúa để đi tu nữa hay không. Nhưng mà con tin rằng nếu quý vị quảng đại dâng con mình cho Chúa thì Chúa sẽ quan phòng. Bởi vì đi tu có những câu chuyện rất là vui và có những câu chuyện rất là hài hước. Vậy sau khi nghe sư Dung và thầy Cường chia sẻ như vậy thì chị Nga cũng muốn đi tu không ạ? Đi đưa hai ta hai chân luôn thầy ạ. Vậy chị đã hỏi chồng của chị chưa? Vậy không biết chồng con cũng đang ở đây chắc lắng nghe. Vâng, con thấy rằng đi tu họ có một cuộc sống rất là đơn giản. Họ dùng dầu gội rất là bình thường, giống như các sơ dùng dầu gội bình thường nhưng mà tóc vẫn mượt mà, đúng không? Các cô giống như chị Nga tốn rất là tiền để make up với làm tóc nhưng mà cũng không có đẹp bằng các sơ, đúng không quý vị? Cho các sơ để make up, nhưng mà con nhìn thấy các sơ vừa choàng cái áo dòng vào là con mới hỏi các sơ đẹp quá, các sơ make up của con cất vào. Không chỉ về các sơ đâu, các thầy cũng rất là đẹp đắt, đúng không quý vị? Hôm nay quý vị nhìn lên sân khấu, đúng không, thấy các thầy các cha rất là đẹp trai và ai cũng đẹp trai cả. Và nhiều người có nghĩ rằng, nhiều người thử hỏi sao các thầy đẹp trai mà đi tu uổng vậy, đúng không? Nhưng mà con nghĩ không có uổng đâu, vì các thầy cũng sống một cuộc sống rất là đơn giản. Con chia sẻ thật, ở trong chủng viện chúng con tự cắt tóc cho nhau á, mà ví dụ như nếu một người mệt thì ba người cắt cho một thầy á, thì nó ra được kiểu nào thì ra, nhưng mà trong các thầy vẫn rất là đẹp trai, đúng không? Ví dụ như con, đúng không? Con biết rằng là quý vị cũng có muốn một sự đóng góp đến cho các thầy và các sơ, và thì con cũng có mời gọi là ở ngoài bên ngoài có một cái thùng để ủng hộ các sơ, cho các thầy và các sơ, thì quý vị có thể tự nhiên đóng góp lúc nào cũng có ở bên ngoài. Và xin cảm ơn. Và giờ đây trở lại với chương trình thánh ca vòng Giáng sinh Maranatha hôm nay. Tiếp tục chương trình, xin mời MC Ngọc Nga. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta những món quà đặc biệt trong cuộc sống. Ơn gọi thánh hiến là một hồng ân Thiên Chúa ban riêng cho một số người. Ngài yêu và chọn gọi con. Ngài yêu và chọn gọi con. Này con đây xin đáp lời mời gọi của Chúa. Con vẫn nhớ những giây phút giao ước đầu tiên, dù con bất xứng, nhưng tình Ngài vẫn luôn che chở và nâng đỡ con. Giờ đây con xin vang ca khúc tri ân tình Chúa và xin nguyện một đời làm chứng nhân cho tình yêu Chúa. Đây là những tâm tình trong ca khúc Cảm mến ân tình của nhạc sĩ Tigon, sẽ được trình bày bởi sư Đoàn Ngọc và thầy Tuấn Vương. Now we are welcoming Sister Ngọc Đoàn and Brother Tuấn Vương by a beautiful song as a call vocation named Feeling of God Live. Thank you. Thank you.
Giờ đây con